Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Một khoảng thời gian ngắn trước đây thôi thì Xiaomi cũng đã chính thức giới thiệu bộ đôi Redmi Note 8 và Redmi Note 8 Pro tại thị trường Trung Quốc. Và mình có thể tự tin là trong cuối năm nay sản phẩm này cũng sẽ về Việt Nam, nhưng mà về phiên bản thường hay bản Pro thì mình chưa rõ. Mình thì mình mong về phiên bản Pro tại vì nó sẽ là nhân vật chính của cái video này của mình. Nó có rất nhiều thứ nó khiến cho mình thực sự ấn tượng, và cái quan trọng hơn là cái mức giá của nó. Bá đạo vãi chưởng luôn. Cho cái phiên bản thấp nhất là có 6GB RAM và 64GB bộ trong thì nó vào khoảng tầm 1.399 tệ, tức là vào khoảng tầm 4,5 triệu đồng tính thị trường Việt Nam. Thì ok, Redmi Note 8 sẽ có cái gì và tại sao mình lại ấn tượng về nó như thế, cũng như liệu cái cơ hội của nó thị trường Việt Nam sẽ là như thế nào, thì chúng ta sẽ phân tích với nhau từng thứ một. Ok, trước khi bắt đầu vào nội dung cụ thể thì mình xin được nhận định là bộ đôi này sẽ về Việt Nam, Redmi Note 8 và Redmi Note 8 Pro sẽ về Việt Nam, nhưng bao giờ về thì không rõ, và mức giá ở thị trường Việt Nam như thế nào cũng chưa rõ. Vậy nên tại thời điểm này, nếu như các bạn vẫn muốn có cho mình một thiết bị đến từ nhà Xiaomi với trải nghiệm tốt, giá ok, mang lại nhiều thứ ấn tượng, thì có thể tham khảo qua những sản phẩm như là Mi 9 SE, Mi 9T hay là Mi 9 đang có mặt với mức giá cực kỳ ngon tại Hoàng Hà Mobile. Link xem phía bên dưới nhé. Nói qua một chút thì chúng ta sẽ có hai phiên bản là Redmi Note 8 và Redmi Note 8 Pro. Với Redmi Note 8 thì cũng bình thường, thiết kế thì vân tay vẫn ở giữa, rồi là cái cụm camera đặt lệch một bên. Nó cũng chỉ là một cái bản nâng cấp nhỏ của Redmi Note 7 mà thôi. Kéo theo với đó là cái chip xử lý nó cũng là Snapdragon 665 mạnh hơn tí, rồi pin 4000 mAh, nói chung là cũng không khác gì nhiều so với Redmi Note 7 cả. Có chăng là có một cái chi tiết, đấy là cái mức giá của nó bên thị trường Trung Quốc ạ, thì cho phiên bản rẻ nhất, thấp nhất, thậm chí nó còn rẻ hơn cả Redmi Note 7 hồi mới ra. Nên cũng có thể nói là đây cũng sẽ là một sản phẩm hứa hẹn sẽ về Việt Nam, và nó cũng khuấy đảo một tí. Rồi quay sang đến Redmi Note 8 Pro đi, thì đây mới là cái sản phẩm mà nó khiến cho mình cảm thấy hào hứng nhiều nhất. Cái đầu tiên chính là cái camera chính với độ phân giải lên tới là 64 megapixel. Các bạn không nghe nhầm một tí nào đâu. Camera chính của Redmi Note 8 Pro có khả năng chụp ảnh ra độ phân giải lên tới 64 megapixel. Cụ thể hơn thì nó sử dụng cái cảm biến GW1 đến từ nhà Samsung sản xuất. ISO cell thì nó nói chung là không quan tâm, miễn sao là nó có cái độ phân giải rất cao. Và kích thước cảm biến của nó là 1/1.7 inch. Thì để cho các bạn hiểu một cách rõ hơn, hiện tại những chiếc flagship bây giờ nó sẽ chỉ sử dụng cái kích thước cảm biến vào khoảng tầm 1/2.55 inch, là kích thước đang được sử dụng trên 10S Max này, đang được sử dụng trên 10R, đang được sử dụng trên Galaxy Note 10 cộng Pixel 3 XL. Một vài những sản phẩm có cái kích thước cảm biến lớn hơn thì đấy chính là con P30 Pro với kích thước cảm biến là 1/1.7 inch. Thì kích thước cảm biến của con Redmi Note 8 Pro này tương tự như là con P30 Pro. Kích thước cảm biến lớn hơn nó sẽ thu được nhiều ánh sáng hơn, và nó cũng sẽ giúp các bạn có những bức ảnh với khả năng khử nhiễu tốt hơn. Thì đấy là dựa trên cái nguyên lý về cái vật lý, nó là như vậy. Nhưng cái quan trọng vẫn là cái cách xử lý của nhà Xiaomi với cảm biến này như thế nào, rồi những cái thấu kính sử dụng là loại như thế nào. Mình chưa cần biết nó tốt đến đâu, nhưng riêng ở cái khoản thông số nó đã thực sự rất là ngon, và nó cũng đã là một cái chi tiết rất tốt để Xiaomi có thể marketing ổn được cái sản phẩm này, từ đó kéo theo doanh số của nó cũng tốt hơn, giống như cái cách mà Redmi Note 7 đã từng làm. Vấn đề thứ hai đó là việc nó có viên pin với dung lượng lớn hơn là 4500 mAh, kèm theo với đó là sạc nhanh 18W hỗ trợ Qualcomm QuickCharge 4.0 và Power Delivery. 4.500 không phải là một con số quá lớn ở thời điểm bây giờ nữa, nhưng mà trong khi những đối thủ đang sàn sàn ở mức tầm khoảng 4.000-4.100, thì với việc đẩy dung lượng pin lên 4.500, chắc chắn nó cũng sẽ khiến cho cái thời lượng pin sử dụng của sản phẩm này tốt hơn. Điều thứ ba, nó sử dụng con chip Helio G90T, và đây là một con chip tu chuyên cho vấn đề chơi game. Mình thì chưa được thử nghiệm hiệu năng thực tế của con chip này. Tuy nhiên trong những khoảng thời gian gần đây, những con chip đến từ MediaTek nó đã cải thiện hơn rất nhiều về mặt hiệu năng, về mặt trải nghiệm. Và mình cũng có một cái niềm tin là cái khả năng chơi game của con điện thoại này sẽ rất là ngon. Tại vì phiên bản thường, Xiaomi dùng Snapdragon 665, phiên bản Pro lại dùng Helio G90T. Điều này đồng nghĩa là con G90T này có hiệu năng tốt hơn hoàn toàn so với những con chip đến từ nhà Snapdragon trong cái tầm giá này, có thể nói là như thế. Hoặc đơn giản hơn là Xiaomi muốn thử nghiệm một cái gì mới, hoặc đơn giản hơn nữa là họ cũng đã tự tin vào cái hiệu năng của con chip này rồi. Thế nên quất thôi, làm sao mà phải xoắn, đúng không? Ngoài ra thì nó cũng sẽ có cái công nghệ tản nhiệt bằng chất lỏng để giúp cho cái máy nó hoạt động mượt mà hơn, trơn tru hơn. Nhưng mà thôi, cái đấy thì anh em cứ đợi đi, khi nào có máy thì mình sẽ đánh giá chi tiết. Nhưng mà nhìn vào cái thông số đã là quá ấn tượng rồi.
Một vài những cái điểm cộng khác ví dụ như là có thiết kế mặt kính lại dùng Gorilla Glass 5 này, rồi chúng ta có quả màn hình cũng lớn 6,53 inch Full HD cộng các thứ. Chúng mình nhìn vào những cái thông số của con Redmi Note 8 Pro thì nó đã thực sự quá ngon trong cái mức giá của nó rồi tại thị trường Trung Quốc. Không rõ là về Việt Nam bao nhiêu thôi nhưng chắc chắn nó cũng sẽ làm mưa làm gió một cách rất là giá gì và này nọ luôn. Tại vì như mình đánh giá phiên bản cao cấp nhất của nó với 8GB RAM 128GB nó sẽ chỉ vào khoảng tầm 1.800 tệ, tức là khoảng tầm 5,8 triệu đồng Việt Nam mà thôi. Quá ngon, thực sự là quá ngon luôn. Thế nên tổng kết lại trong cái video này, các bạn có thể thấy là con Xiaomi Redmi Note 8 Pro nó có quá nhiều cái phải gọi là ấn tượng. Ví dụ như là thiết kế của nó kính, ví dụ như là cái hiệu năng đến từ con G90T, ví dụ như quả camera với độ phân giải cực kỳ khủng và kích thước cảm biến cực kỳ lớn, rồi pin cũng được nâng cấp hơn, sạc cũng ok, tai si các kiểu, rồi thiết kế đưa cái cụm camera ra phần giữa nó cũng cân đối hơn với các cảm biến vân tay và cảm giác sử dụng, rồi thiết kế nó cũng sẽ là ok hơn. Nói chung nhiều cái lắm. Và các bạn nghĩ sao về Xiaomi Redmi Note 8 Pro? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Mình xin nhắc lại là chắc chắn Note 8 và Note 8 Pro sẽ về đến thị trường Việt Nam. Thế nhưng mà bao giờ về thì mình không rõ. Vậy nên nếu như tại thời điểm này các bạn vẫn muốn có cho mình một cái điện thoại phải ngon, bổ, rẻ, mang đến những trải nghiệm tốt ạ, thì các bạn cũng có thể tham khảo qua như là Mi 9 SE, Mi 9 T hoặc là Mi 9 đang có mặt với mức giá cực kỳ ngon tại Hoàng Hà Mobile. Link mình sẽ để phía dưới phần mô tả video và ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn nhé. Còn bây giờ thì bye.